Nếu không xảy ra dịch bệnh, thì tháng 3 vừa qua, gia đình bà Oanh đã đón hàng trăm khách gần xa đến chung vui đám cưới của con trai bà. Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, hình cưới đã chụp, thiệp hồng đã viết, trang trí nhà cửa gần như đã hoàn tất. Nhưng trước diễn biến của dịch, cùng ý thức nâng cao trong việc tự bảo vệ sức khỏe cho bản thân, cộng đồng, gia đình đã quyết định lùi lại ngày cưới đến một thời điểm phù hợp khi mà tất cả đã thực sự an toàn. Sợ dịch bệnh gì đó, thôi cũng quản lại, mình đi hồi như chân như bạn bè đâu cũng thông cảm, ta cũng đồng ý với mình. Thì mình có đứa tính cũng làm cho rạng rỡ, nhưng mà đám cưới cho hai con bây giờ cũng lỡ rồi, miễn cho hai đứa hạnh phúc cũng được, chứ mình cũng không muốn vậy. Hay Dên Lộc và chị Trân cũng đã chuẩn bị đám cưới chu đáo với hơn 400 khách mời, nhưng rồi cặp đôi đã quyết định tạm dừng. Vì cái tình hình sức khỏe chung, nói chung là khách mời là cũng gia đình với bạn bè anh em mình. Mình suy nghĩ cho sức khỏe của gia đình mình trước, bạn bè, gia đình rồi cộng đồng nó nên quyết định là quản đám cưới lại, đợi tình hình dịch bệnh cho nó ổn định rồi bắt đầu mình tính tiếp. Bắt đầu nghe là buồn, khóc. Dạ, sau rồi cái em suy nghĩ lại là dịch như vậy nè, cho nên là giờ lại đảm bảo sức khỏe cho mọi người, rồi xong rồi hết dịch rồi mình có thể làm lại được. Đám cưới là sự kiện trọng đại của đời người, chính vì thế vì quản đám cưới không ai mong muốn. Thế nhưng rất nhiều gia đình đã vui vẻ thực hiện với một lý do chung là giữ an toàn cho cộng đồng. Các cặp đôi hy sinh niềm vui trước mắt cho hạnh phúc tương lai. Trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, việc làm này rất đáng trân quý và cần nhân rộng để góp phần cùng toàn xã hội chung tay đẩy lùi đại dịch COVID-19.